Bảo Trâm rất hân hạnh khi được đồng hành cùng quý vị khán giả trong video mới nhất của tin Hot 247. Thưa quý vị, nước Nhật từ lâu đã nổi tiếng về nền công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo, và họ hiện đang sản xuất nhiều loại khí tài trang thiết bị tự động hiện đại vào loại nhất nhì thế giới. Những năm gần đây, thì sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc khiến cho Nhật Bản xem xét lại vai trò của lực lượng phòng vệ biển của mình. Nhật Bản được yêu cầu thay đổi, phát triển mạnh mẽ và có khả năng tác chiến trên quy mô lớn hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, với vị trí địa lý của mình, thì người Nhật đầu tư rất mạnh vào nghiên cứu vũ khí dành cho không quân và hải quân. Dựa theo hai tiêu chí ấy, thì dưới đây là 8 trong vô số loại khí tài quân sự Nhật Bản đáng để lưu tâm. Mời quý vị cùng theo dõi! Thứ nhất, Shiki-03 Chusam. Với tên gọi đầy đủ là tên lửa đất đối không tầm xa loại 3, hệ thống tên lửa phòng không 03 Shiki-Chusam được chính thức đưa vào biên chế trong quân đội Nhật từ năm 2003. Chusam là loại khí tài được dùng để đánh chặn các loại tên lửa hành trình tầm thấp, máy bay và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Một hệ thống này hoàn chỉnh gồm một xe phóng với 6 ống phóng, một xe chuyên chở và nạp tên lửa, một xe chỉ huy cùng một xe chở máy phát điện và một xe 8 bánh chở đĩa vệ tinh radar. Điểm đặc biệt của Chusam sử dụng radar quét mảng pha điện tử chủ động ESA vượt trội hơn hẳn các loại radar thụ động truyền thống. Nhờ có ESA mà Chusam có thể thực hiện cùng một lúc việc dò tìm và theo dõi 100 mục tiêu, đồng thời dẫn đường cho tên lửa đến với 12 mục tiêu khác nhau trong số đó. Hệ thống Chusam sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn có khả năng đạt tốc độ 2,5 lần vận tốc âm thanh và tầm bắn hơn 50 km, chiều cao tối đa hơn 10 km hơn mực nước biển. Loại vũ khí này có khả năng lấp đầy một lỗ hổng trong mạng lưới phòng không toàn Nhật Bản, vốn từ trước đến nay phụ thuộc nhiều vào hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa PAC-3 Patriot của Mỹ. Ngoài ra, Chusam còn có thể kết nối với máy bay Hoa Tiêu và các tàu khu trục trang bị hệ thống tên lửa Aegis, trở thành một phần quan trọng trong lá chắn bảo vệ đường ranh giới trên biển của Nhật Bản. Vũ khí thứ hai đó chính là tàu trực thăng vận lớp Izumo và lớp Hyuga. Đất nước Nhật Bản bao gồm rất nhiều hòn đảo. Vậy nên khi chiến tranh xảy ra, họ sẽ cần đến một đội tàu có khả năng vận chuyển số lượng lớn quân lính và trực thăng, cũng như hàng loạt các loại vũ khí kèm theo. Xuất phát từ yêu cầu thực tế mang tính chiến lược sống còn mà hai lớp tàu vận tải Izumo và Hyuga được thiết kế vì mục đích nói trên. Tuy được gọi là tàu trực thăng vận, nhưng Izumo và Hyuga giống như tàu đổ bộ hơn vì nó chở được từ 500 đến 1.000 lính, xe tăng và các loại khí tài bộ binh khác đến bất kỳ bãi biển nào. Tất nhiên là hai lớp tàu này cũng chở được trực thăng, và trực thăng có thể dễ dàng đậu xuống boong tàu kể cả trong trường hợp mưa bão. Một chiếc tàu lớp Izumo có thiết kế chiều dài 248m và trọng tải 27.000 tấn, sở hữu radar ESA, hệ thống phòng thủ Phalanx và SIREM, cùng với đó là máy dò sonar ở vị trí mũi tàu và một số hệ thống phòng và giảm nhẹ thiệt hại do ngư lôi gây ra. Tuy nhiên, theo số liệu chính thức, lớp Izumo chở được 14 trực thăng. Ấy thế nhưng rốt cuộc đây lại chỉ là những số liệu không hoàn toàn chính xác của chính phủ Nhật Bản nhằm mục đích bảo vệ bí mật quân sự quốc gia. Khả năng chuyên chở thực tế của Izumo là gần 30 trực thăng. Không những thế, Hải quân Nhật Bản còn đang có ý định chở cả máy bay tiêm kích F-35 trên tàu Izumo. Những chiếc tàu lớp Hyuga có phần nhỏ hơn, dài 197m và trọng tải 19.000 tấn. Chúng giống như tàu khu trục tên lửa hơn vì có thể một lúc mang đến 16 tên lửa phòng không hoặc 12 tên lửa chống tàu ngầm. Ngoài ra, tàu lớp Hyuga còn sở hữu hai ống thủy lôi cỡ 324mm để đổi lại việc chỉ có thể mang khoảng 20 máy bay trực thăng, số liệu chính thức là 4 máy bay. Tất cả số vũ khí này cho phép tàu lớp Hyuga có thể tự bảo vệ mình khỏi kẻ thù trong khi tiếp cận bãi biển để đổ bộ binh lính. Vũ khí của Nhật Bản tiếp theo không thể không kể đến, đó là tàu khu trục lớp Akizuki. Những chiếc tàu khu trục lớp Akizuki giống như một trang sử mới đối với ngành đóng tàu quân sự Nhật Bản. Từ trước đến nay, những loại tàu khu trục Nhật Bản như lớp Atago và lớp Kongo đều phụ thuộc rất nhiều vào linh kiện do Mỹ sản xuất, đặc biệt là hệ thống radar. Ngược lại, hầu hết bộ phận cấu thành tàu khu trục Akizuki đều do người Nhật tự sản xuất. Hệ thống kiểm soát radar và điều khiển đánh chặn Spy-1D+ SPG-62 nhỏ và nhẹ hơn các đối thủ cạnh tranh đương thời trong khi có chất lượng tương đương. Có ít lớp tàu khu trục sở hữu khả năng tìm kiếm, giám sát và truy đuổi các mục tiêu trên biển và trên không như của tàu khu trục lớp Akizuki. Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tương tự như các tàu khu trục lớp Arleigh của Hải quân Mỹ. Các hệ thống vũ khí trang bị trên tàu cực mạnh bao gồm pháo hạng 127 ly, 8 tên lửa chống hạm Tai-90 tầm bắn 200 km, một hệ thống phóng thẳng đứng MK-41 gồm 32 ống phóng cho tên lửa đối không tầm trung RM-162 ESM tầm bắn 50 km,
Ống phóng MK41 cũng được sử dụng để phóng tên lửa chống ngầm RUM-139 tầm bắn 22 km. Ngoài ra còn có hai hệ thống phòng thủ tầm cực gần là Plalance CEWS Block 1B, hai ống phóng ngư lôi kép 324 ly HOS-303. Hệ thống chống ngầm trên tàu được hỗ trợ bởi một trực thăng chống ngầm SH-60K. Tàu được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực FCS-3A, hệ thống xử lý tình báo chiến thuật OEQ-11. Ngoài ra, nó còn có các loại radar như FCS-3A, radar mặt nước OPS-20C, hệ thống sonar tích hợp OQQ-22 và hệ thống tác chiến điện tử NOLQ-3. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì nó có chiều dài khoảng 150,5m, rộng 18,3m, mớn nước 5,3m. Lượng dẫn nước tiêu chuẩn là 5.000 tấn, lượng dẫn nước tối đa là 6.800 tấn. Tàu được trang bị 4 động cơ turbine SM-1C, hệ thống động lực liên hợp COGAG 2 trục đẩy, giúp tàu có tốc độ tối đa 30 hải lý trên giờ. Dù có kích thước nhỏ gọn, nhưng sức mạnh của tàu lớp Akizuki có thể khiến bất cứ tàu chiến nào của Trung Quốc, kể cả tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn thuộc Tai 071 của Trung Quốc cũng phải khiếp vía. Nhiệm vụ chính của lớp Akizuki là bảo vệ các loại tàu trực thăng vận khỏi máy bay tiêm kích và tàu ngầm. Thứ tư, đó chính là máy bay tuần duyên Kawasaki P1. Có một điều thú vị mà quý vị có thể chưa biết, đó là việc Nhật Bản chỉ đứng sau Mỹ về số lượng máy bay tuần duyên chống tàu ngầm của mình. Hiện lực lượng phòng vệ duyên hải Nhật Bản đang sở hữu gần 100 máy bay tuần duyên Kawasaki P1 phát triển dựa trên mẫu Boeing P8 Poseidon. So với người tín nhiệm của mình là máy bay P3 Orion, P1 có thể bay xa hơn và lâu hơn nhờ vào thiết kế cánh quạt và thân máy bay tiên tiến. Máy bay được trang bị hàng loạt hệ thống điện tử dùng cho trinh sát, tác chiến chống tàu ngầm hiện đại như hệ thống radar mảng pha chủ động Toshiba HPS-106, hệ thống cảm biến từ trường MAD để phát hiện từ trường thân vỏ tàu ngầm, hệ thống cảnh báo chống tên lửa AN trên AR-60, anten liên lạc và định vị hàng không, hệ thống tác chiến điện tử độc lập. P1 được trang bị 4 động cơ IHIF-7 cung cấp lực đẩy 240 kN, nó có thể tắt đi 2 trong 4 động cơ trong hành trình bay. Một chiếc P1 có thể mang tới 9 tấn vũ khí. Khoang máy bay được dùng để chứa các ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ như MK-46 hay Type-97, trong khi phía dưới cánh có 8 giá treo vũ khí để lắp các loại tên lửa như AGM-84 Harpoon, ASM-1C, AGM-65 Maverick. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 996 km/h, tầm bay 8.000 km, chân bay 13,5 km. Phi hành đoàn trên máy bay gồm 13 người, trong đó có 2 phi công và 11 nhân viên điều khiển các hệ thống điện tử vũ khí. Vì sở hữu hệ thống điện tử fly-by-light tiên tiến mà có rất ít tàu ngầm trên thế giới có thể thoát khỏi mắt thần của P1. Vũ khí thứ 5 trong top 8 vũ khí của Nhật Bản đó chính là tàu chiến Hayabusa. Kích thước nhỏ và sự nhanh nhẹn trong tác chiến cho phép tàu chiến lớp Hayabusa dễ dàng ẩn nấp trong các chuỗi đảo và bờ biển của Nhật Bản. Sau đó, Hayabusa sẽ bất ngờ tấn công bằng tên lửa vào các tàu khu trục lớn của đối phương. Tàu chiến Hayabusa đã thể hiện uy lực và lợi thế giao tranh trên biển tại khu vực tranh chấp Senkaku Điếu Ngư chống lại hải quân Trung Quốc hay ở vùng biển phía nam Kurin đối đầu với hải quân Nga. 3 tuabin khí GM-500 giúp tàu chiến Hayabusa đạt tốc độ tối đa 46 hải lý, tương đương với 85 km/h. Thay vì sử dụng cánh quạt thông thường, tàu chiến cỡ nhỏ này được trang bị 3 động cơ đẩy phản lực giúp tăng khả năng điều khiển, cải thiện hiệu suất ở vùng nước nông với tầm sóng sonar thấp. Tàu chiến lớp Hayabusa chứa đầy vũ khí tấn công. Trên tháp pháo tàng hình được bố trí khẩu Oteo Melara 76 ly. Đây là loại pháo hạng phổ biến trong hải quân phương Tây và có khả năng tiêu diệt hầu hết các mục tiêu mặt nước. Tàu Hayabusa mang theo 4 tên lửa chống hạm SSM-1B cùng loại trang bị trên chiến hạm lớp Atago. Ngoài ra, tàu chiến này còn được trang bị một cặp súng máy cỡ nòng 50 ly. Nhược điểm chính của tàu Hayabusa là thiếu vũ khí phòng thủ. Các hệ thống phòng thủ chính chỉ gồm một cặp rocket Mark 36. Súng 76 ly được sử dụng để chống lại máy bay và tên lửa nhưng không phù hợp với nhiệm vụ phòng thủ. Vũ khí tiếp theo ở vị trí thứ 6 đó là tàu ngầm lớp Soryu. Với mục tiêu đối trọng với hàng loạt mẫu tàu ngầm mới của Trung Quốc, Nhật Bản đã cho xuất xưởng lớp tàu ngầm Soryu. Với lượng dẫn nước 4.200 tấn, 9 tàu lớp Soryu hiện là tàu ngầm lớn nhất do Nhật Bản chế tạo kể từ thời hậu chiến thứ hai. Mỗi tàu có chiều dài 84m và rộng gần 8,5m. Tàu có tầm hoạt động tối đa lên đến 6.100 hải lý và có thể lặn sâu tối đa 650 m. Tàu lớp Soryu có đuôi hình chữ X nhằm nâng cao khả năng xoay trở khi lặn dưới lòng biển. Nó cũng cho phép tàu có thể dễ dàng di chuyển trong các vùng biển nông gần bờ, đặc biệt là các eo biển quanh Nhật Bản. Mỗi tàu lớp Soryu đều có hệ thống radar ZPS-6F chuyên dò tìm các vật thể trên không. Dù vậy, tàu vẫn chủ yếu sử dụng hệ thống sonar Hughes Oki ZQQ-7 được lắp đặt ở mũi và hai bên tàu. Tàu ngầm cũng có một hệ thống sonar kéo theo để phát hiện sóng ngầm từ đằng sau.
Tàu lớp Soryu có 6 ống phóng ngư lôi rộng 533 ly ở mũi. Tàu sử dụng ngư lôi định vị mục tiêu Type 89 có tầm bắn 27 hải lý và hoạt động được ở độ sâu 900 m. Ngoài ra tàu còn có tên lửa UGM-84 Harpoon phóng từ tàu ngầm do Mỹ sản xuất. Theo một số nguồn tin không chính thức, tàu có thể mang theo tối đa 30 tên lửa và ngư lôi các loại thay vì 20 như các tàu thế hệ trước của Nhật Bản. Tàu cũng có chức năng gài thủy lôi ở các địa điểm trọng yếu. Tàu Soryu được bảo vệ rất chặt chẽ khi chúng được lắp đặt các thiết bị điện tử gây nhiễu ZLR-36 và hai ống nhỏ nhằm phóng các thiết bị sóng âm để đánh lạc hướng đối phương. Tàu còn được bao bọc bởi các lớp kim loại đặc biệt nhằm giảm bớt gây ra sóng âm cũng như giảm tiếng ồn mà tàu ngầm phát ra. Động cơ của lớp tàu Soryu cũng là một đặc điểm rất đáng chú ý, với 12 động cơ diesel Kawasaki 12V25S và một động cơ điện Toshiba. Tàu có thể di chuyển với tốc độ 13 hải lý trên giờ khi nổi và 20 hải lý trên giờ khi lặn. Mỗi con tàu có 4 động cơ đẩy không phụ thuộc vào không khí Stirling V4-275RMK, cho phép tàu có thể hoạt động dưới biển trong vòng tối đa 2 tuần. Trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ tuần duyên, tàu ngầm Soryu có thể sử dụng hai ống phóng đặc biệt dành để phóng các loại thiết bị dò tìm sóng âm, có thể phát hiện tàu ngầm và ngư lôi đối phương. Hiện ngoài Nhật Bản thì còn có hải quân Úc sử dụng tàu ngầm Soryu, chứng tỏ khả năng thích nghi và hòa nhập của lớp tàu này vào mạng lưới phòng vệ nước ngoài. Tiếp theo trong số danh sách 8 vũ khí của Nhật Bản, phải kể đến đó là trực thăng Kawasaki OH-1. Những chiếc trực thăng tiền tiêu mang tên Kawasaki OH-1 kể từ ngày đầu tiên đi vào phục vụ đã được đặt biệt danh là Ninja vì khả năng tàng hình đặc biệt. Chiếc trực thăng này sử dụng một đôi động cơ Mitsubishi TS-1 M10, phát ra rất ít tiếng ồn và bức xạ nhiệt khi hoạt động. Thiết kế thân mình dài, cánh nhỏ và cánh quạt đuôi kiểu Fenestron giúp cho trực thăng đạt tốc độ nhanh mà không gây ra quá nhiều biến động trong luồng không khí. Vì nhiệm vụ tiền tiêu của mình, bình thường OH-1 sẽ có 2 phi công điều khiển. Trong trường hợp họ phải thay phiên nhau túc trực, hệ thống lái tự động sẽ đảm nhận nhiệm vụ của một phi công. Buồng lái cũng được thiết kế để giúp cho phi công có thể nghỉ ngơi trong những nhiệm vụ dò thám kéo dài. Tuy không phải là trực thăng tấn công, nhưng OH-1 có thể tự bảo vệ mình nhờ vào 4 Hardpoint dưới cánh quạt mang được tổng cộng 132 tấn thiết bị, trong đó có 4 tên lửa đất đối không 91 Shiki hoặc là 2 bình sáng phụ. Và cuối cùng trong danh sách 8 vũ khí của Nhật Bản, đó chính là máy bay không người lái Yamaha R-Max. Xưa nay, Nhật Bản thường là người đi trước thế giới về công nghệ, và lĩnh vực máy bay không người lái cũng không phải là ngoại lệ. Vào năm 1996, trong khi phần lớn thế giới còn chưa bao giờ nghe đến cái tên máy bay không người lái, thì Nhật Bản đã đưa vào sử dụng mẫu Yamaha R-Max. Hơn 20 năm sau, mẫu máy bay không người lái này vẫn còn đang chứng tỏ sự hữu dụng của mình trong các công việc như phun thuốc trừ sâu, dò thám, chụp ảnh, cứu hộ cứu nạn, vân vân. Thiết kế của chiếc Yamaha R-Max tốt đến mức bay được cả trong những điều kiện thời tiết nguy hiểm nhất như bão cấp 12 và núi lửa phun trào. Quân đội Nhật Bản chủ yếu sử dụng Yamaha R-Max nhằm mục đích dò thám, dò tốc độ và khả năng chở theo thiết bị nặng đáng ngưỡng mộ của mẫu máy bay này. Đồng thời tiên đoán trước được việc máy bay không người lái sẽ ngày càng được nhiều lực lượng quân sự phi chính quy sử dụng. Yamaha đang hợp tác cùng tập đoàn vũ khí Northrop Grumman của Mỹ để thiết kế một phiên bản trực thăng tấn công gọi là R-Bat. Hiện vẫn còn nhiều thông tin về chiếc R-Bat vẫn được giữ bí mật, nhưng dự đoán đây sẽ là mẫu máy bay trang bị vũ khí hạng nhẹ chuyên đi tiêu diệt những máy bay không người lái khác của đối phương. Thưa quý vị, những năm gần đây thì sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc khiến cho Nhật Bản xem xét lại vai trò của lực lượng phòng vệ biển của mình. Quý vị nghĩ rằng 8 loại khí tài trên đây có giúp người Nhật chiếm được ưu thế hay không? Hãy để lại ý kiến và góp ý dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!